Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia đã tới căn cứ hải quân Paloma ở San Diego, bang California của Mỹ và chính thức ra mắt thỏa thuận AUKUS nhằm cung cấp cho Canberra các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến. Thỏa thuận vốn ba nước công bố lần đầu vào cuối năm 2021 được đánh giá là quan hệ đối tác quốc phòng đa phương quan trọng nhất trong nhiều thế hệ. Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết, Mỹ sẽ bán cho Australia 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân US Virginia vào đầu thập kỷ tới và có thể xem xét tăng thêm 2 chiếc nữa nếu cần thiết. Ngoài ra, Australia sẽ hợp tác với Anh chế tạo tàu ngầm lớp SSN AUKUS mới dựa trên thiết kế thế hệ tàu tiếp theo của London và công nghệ tiên tiến của Washington. Thỏa thuận AUKUS mà chúng tôi xác lập ở San Diego này là khoản đầu tư lớn nhất của Australia trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường an ninh quốc gia và ổn định trong khu vực. Đây là sự hợp tác ba bên chưa từng có tiền lệ. Tôi tin rằng nó sẽ giúp củng cố các mối quan hệ, tăng cường đoàn kết và chia sẻ cam kết chung trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo kế hoạch, Anh sẽ hoàn thành đóng chiếc tàu ngầm lớp SSN AUKUS đầu tiên vào cuối thập kỷ sau, trong khi Australia dự kiến hoàn thành sau năm 2040. Ngoài ra, Mỹ và Anh sẽ triển khai các tàu ngầm hạt nhân đến khu vực bang Tây Australia từ năm 2027 để tham gia các hoạt động đào tạo và diễn tập bổ sung. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia dự kiến sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ trong ngày 14 tháng 3 theo giờ địa phương.